home with me, honey. I'm going to dump it behind you. All right. So, honey. Love you. What's that? Thế anh để cho em dùng để em mang đi sửa được. Được mà, bán phế liệu rồi mà, em mua được bao nhiêu thì mua. Thế anh để cho em nhé. Em mang đi sửa. Đấy, em xem lấy được gì. Thì em mang đi sửa xem. Hỏng hết rồi, em lấy được thì lấy. Vâng, anh để cho em mang đi sửa. Hỏng hết rồi. Anh ơi, cái này anh bán bao tiền? Em lấy được thì lấy, anh vứt đi thôi mà. Vậy dọn đi hộ anh là được rồi. Thế em cho em xin nhá. Rồi. Để em ạ. Anh cho em xin, em mang về. Đó, đi mà. Thế anh hổ cho hổ hổ lên xe cho em. Xe đây đi. Vâng. Bé bé. Ôi, anh hỏi em ơi.
chứ qua cả.